Tăng nhá. Hải Đăng ơi, con có thể chia sẻ cảm nhận của mình sau khi mà tham gia chuyến đi dã ngoại tại Dây Trắng được không? Cảm xúc của con lúc đó rất vui vẻ. Con đã tham gia được bao nhiêu trò chơi tại đây? Con đã được tham gia rất nhiều trò chơi. Con có thể kể một số cái trải nghiệm mà con đã tham gia tại Dây Trắng không? Ví dụ như cho lạc đà ăn này, con làm gì nữa nhỉ? Con cho lạc đà ăn và chơi mê cung. Chơi mê cung này. Con được vào hội chúng lớn để tham gia một trò chơi ạ. Tham gia một trò chơi này, con còn tính tham gia các hoạt động như nặn đất nặn đúng không? Con chỉ được tự làm bánh trôi. Làm bánh trôi, con cảm thấy thế nào? Con thấy con ấn tượng gì về ngày hôm nay nhất? Con ấn tượng của con về hoạt động nào ấy? Làm bánh trôi. Làm bánh trôi à? Ở nhà con đã từng làm bánh trôi bao giờ chưa? Con chưa. Con chưa à? Thì hôm nay sau buổi dã ngoại hôm nay thì hy vọng là về nhà mình có thể bảo bố mẹ là cho mình thi thoảng là cho mình tham gia những cái hoạt động như là bánh trôi hoặc là làm bánh cuốn tại nhà nhá. Rồi cô cảm ơn với con nhá. Tuệ An. Hôm nay Tuệ An được đi đâu nhở? Đi dã ngoại. Dã ngoại ở trang trại gì? Trang trại Dây Trắng. Hôm nay Tuệ An được chơi những trò gì nào? Chơi được. Con chơi con bóng này, con chơi gì nữa nhở? Con có đặt bánh trôi không? Không. Con không đặt bánh trôi à? Con có cưỡi ngựa không? Có. Con có cưỡi ngựa đúng không? Hôm nay Tuệ An cho những con gì ăn cỏ nhở? Con dê. Con dê này, con gì nữa? Con thỏ. Con thỏ này, con gì? Con thỏ này, con lạc đà, con đà điểu. Đà điểu. Đà điểu này. Hôm nay Tuệ An còn được làm mặt nạ đúng không? Hôm nay Tuệ An cảm thấy thế nào? Vui đúng không? Tuệ An chào các bạn đi con. Chào. Cô chào Lam Anh. Chào cô. Hôm nay Lam Anh được đi đâu đấy? Con đi đâu? Trang trại à? Trang trại Dây Trắng đúng không? Lam Anh có thể kể ra những trò chơi mà hôm nay Lam Anh đã chơi không? Con được chơi trò gì nhỉ? Con được cưỡi ngựa không? Có. Con được nặn bánh trôi không? Con được lại chơi trò gì nữa? Con được chơi cả làm mặt nạ đúng không? Lam Anh nói to đi cô nghe nào. Cho thỏ ăn cỏ. À, cho thỏ ăn cỏ này, cho con gì ăn cỏ nữa nhỉ? Cho dê ăn cỏ. Đúng rồi, cho dê ăn cỏ này. Con có thấy vui không? Con đang hoạt động trải nghiệm gì này ở trong trại? Con đang cho heo sao ăn. Con cảm thấy rất vui và rất hơi buồn tay à? Buồn tay à? Thế sao được buồn tay? Lúc nãy có một con heo nó liếm tay con. À, thế nãy rồi con đã trải nghiệm những hoạt động nào rồi? Con được cho heo ăn, cho đà điểu ăn và xem gà với cả và các con lợn. Bây giờ con sẽ mời con tham gia thêm các hoạt động khác nhá. Thank you.